ban tổ chức Olympic nhầm lẫn quốc kỳ, phát sai quốc ca. Tại kỳ Thế vận hội đang diễn ra ở Pháp, ban tổ chức liên tục mắc lỗi khi để xảy ra nhiều sự cố. Cụ thể, trước trận đấu trong lần đầu ra quân đội bóng rổ nam của Nam Sudan trước Puerto Rico, ban tổ chức đã phát nhầm quốc ca của Sudan thay vì quốc ca của Nam Sudan. Sự cố này kéo dài gần 20 giây, khiến cả các cầu thủ và cổ động viên của Nam Sudan cảm thấy bị xem thường. Cầu thủ Major đang bày tỏ sự bức xúc, họ phải làm tốt hơn vì đây là sân khấu lớn, không thể nhầm lẫn quốc ca của Nam Sudan. Điều đó thật thiếu tôn trọng. Ban tổ chức Olympic Paris 2024 nhanh chóng xin lỗi và cho biết đây là sai sót. Họ cam kết sẽ không để sự cố tương tự tái diễn trong tương lai. Nhưng chỉ ít lâu sau đó, tại bán kết nội dung 100m bơi ếch nữ, khi vận động viên Macarena Ceballos bước ra phần giới thiệu, bảng điện tử sau lưng cô lại hiển thị cờ Trung Quốc thay vì cờ Argentina. Rất may nữ vận động viên này đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để bước tiếp với nụ cười thất vọng. Hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, khiến cho đông đảo người Argentina tỏ ra tức giận. Trước đó, tại lễ khai mạc, ban tổ chức còn để xảy ra sự cố khi đoàn thể thao Hàn Quốc xuất hiện, nhưng ban tổ chức lại nhầm lẫn và giới thiệu là đoàn thể thao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Người dẫn chương trình thậm chí còn đọc lời văn giới thiệu bằng cả tiếng Pháp và tiếng Anh.